Thưa quý vị, thời gian qua, công tác dân vận tại tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung đẩy mạnh với sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Theo đó, công tác dân vận được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đặc biệt là tại các nơi triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh. Gia đình bà Nguyễn Thị Qua là một trong những hộ dân ở xã Bình Trị, huyện Bình Sơn phải chuyển đến khu tái định cư mới để nhường đất cho dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Được sự tuyên truyền, vận động và giải thích của cán bộ địa phương về dự án này, gia đình bà Qua đã sớm tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nhân dân cũng đồng thuận với gia lãnh tiền rồi thì tháo dỡ thôi, cái số thổ cư có rồi thì đi thôi, cái thứ này đã. Nhưng tôi cứ bây giờ mà ở chạy đây nữa. Tại Quảng Ngãi, cán bộ đảng viên ở thôn, khu dân cư được địa phương phân công phụ trách công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời nhà cửa đến khu tái định cư mới. Đồng thời, họ cũng là những người tiên phong trong việc vận động gia đình, người thân sớm tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tôi thấy cái công việc đó là xứng đáng với nhà nước, với cho nhân đem lại cái quyền lợi cho nhân dân, thì tôi cũng thực hiện đúng theo chủ trương nhà nước. Thì một đoàn viên là phải gương mẫu, đào tạo đi trước mà. Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất được xác định là dự án đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Quảng Ngãi. Dự án được mở rộng trên diện tích 108 hectare, trong đó trên địa bàn xã Bình Trị có gần 100 hectare. Để nhường đất cho dự án, hơn 500 hộ dân ở xã Bình Trị phải di dời vào khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường. Xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Bình Trị đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận, tích cực tháo dỡ nhà cửa, công trình kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến giờ này thì cái sự đồng thuận của bà con là rất cao. Coi như là đến giờ này là gần 99% là bà con đã đồng thuận nhận tiền. Và là có khoảng 90% là đã bơm vô mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thành lập tổ công tác giúp Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo và thực hiện thí điểm việc tuyên truyền, vận động hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Sau khi đi vào hoạt động, tổ công tác đã hỗ trợ đắc lực cho địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Cô thấy là cái chủ trương này đúng thì cô đồng ý, cô nhận tiền, nhường đất lại cho nhà nước. Khi mà gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân đó, cái việc mà có nhiều cơ quan mà một số cơ quan ban ngành tham gia đó thì góp phần xem xét các vấn đề, các câu hỏi, những vấn đề đặt ra ở nhiều góc cạnh và giải thích đúng quy định của luật pháp. Tỉnh Quảng Ngãi đang trong giai đoạn phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại và dịch vụ, thế nên có nhiều công trình, dự án lớn được đầu tư trên địa bàn. Khi triển khai công trình, dự án sẽ có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vì vậy, thực hiện tốt công tác dân vận sẽ góp phần tích cực để các dự án thực hiện đúng tiến độ và góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.